Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của sửa chữa laptop 24h.com. Mã pin ý, thì là một tổ hợp các cái dãy số được chúng ta thiết lập để cài đặt cái tính bảo mật cũng như là cài đặt cái mật khẩu cho máy tính ta. Mã pin thì khi được sử dụng trên cái Windows ấy thì nó đem lại cái tính bảo mật rất là cao, và trong video ngày hôm nay các bạn hãy cùng sửa chữa laptop 24h.com đi tìm hiểu tất tần tật về cách cài mã pin này, rồi là gỡ bỏ mã pin hay là thay đổi mã pin ở trên thiết bị Windows chúng ta nhé. Cái đầu tiên để cài được mã pin trong cái Windows 10 ấy, thì các bạn có thể nhấn cái tổ hợp phím là Windows Y cho mình và chọn cái mục Account. Bước tiếp theo thì các bạn chọn đến cái mục là Sign In and Option và tại cái mục là Hello Pin này thì các bạn chọn vào mục S cho mình. Sau khi các bạn chọn vào mục S ấy, thì nó sẽ hiện lên và các bạn cần điền cái mã pin chúng ta vào. Các bạn cần điền ở cả hai ô này giống nhau nhé. Sau đó các bạn chọn OK. Vậy là các bạn đã hoàn thành cái việc mà cài mã pin trên Windows 10. Còn để thay đổi cái mã pin và mật khẩu này trên Windows 10 ấy, thì các bạn cũng trong cái mục Account này các bạn chọn là Sign In and Option này, rồi tại mục là mã pin thì các bạn có thể là chọn là Change để thay đổi những cái mã pin của chúng ta. Sau đó các bạn ở dòng đầu tiên này các bạn nhập cái mã pin cũ vào, sau đó thì các bạn có thể nhập lại cái mã pin mới. Tương tự cái dòng thứ ba này thì các bạn nhập lại cái mã pin mới cho mình là được. Sau đó các bạn chọn tiếp tục vào mục OK. Và việc các bạn muốn tắt cái mã pin trên Windows 10 đi thì các bạn cũng có thể thực hiện những cái bước tương tự. Rồi tại cái mục là mã pin này các bạn chọn Remove. Sau đó thì các bạn cần nhập cái mã pin chúng ta vào và các bạn chọn OK. Vậy là các bạn hoàn tất cái việc mà tắt mã pin đi. Cách tiếp theo ấy, thì trong trường hợp khi các bạn mà muốn đăng nhập vào Windows hoặc là khi các bạn mở máy lên mà chúng ta không muốn nhập bất cứ một cái mật khẩu hay là cái mã pin nào, thì các bạn có thể vô hiệu hóa cái tính bảo mật này trên cái Windows chúng ta đi bằng những cái bước đơn giản sau đây cho mình. Bước 1 thì các bạn nhấn tổ hợp phím cho mình là Windows R để mở hộp thoại Run. Trong cái cửa sổ lệnh Run này các bạn nhập cho mình cái dòng lệnh là netplwiz. Cái lệnh này thì mình cũng sẽ để bên dưới cho các bạn copy nhé, hoặc các bạn có thể gõ, nó cũng khá là ngắn. Sau đó các bạn bỏ tích phần khung usemod, enter username and password to this computer để nó vô hiệu hóa cái tính năng là hỏi mật khẩu khi chúng ta đăng nhập vào Windows ấy. Bước 3, sau khi bỏ tích ý, thì các bạn click vào thì chọn Apply để áp dụng những thiết lập vừa rồi. Trên màn hình sẽ xuất hiện một cái cửa sổ mới và tại đây các bạn cần nhập chính xác cái mật khẩu mà chúng ta đang sử dụng cho cái account này. Hoặc trong trường hợp mà các bạn muốn xóa cái tài khoản quản trị ý, thì các bạn cũng trong cái mục account này các bạn chọn cái Family and Author Use cho mình. Và tại cái mục Author Use này các bạn chọn mục là Add Someone Else to PC này. Sau đó các bạn có thể là nhập tên người dùng và nhập cái mật khẩu hai lần liên tiếp cho mình. Và chọn cái câu hỏi bảo mật. Tại những cái chỗ mà chọn câu hỏi bảo mật này ấy, thì các bạn nên chọn cái câu hỏi nào nó dễ, cũng như là trong trường hợp mà các bạn quên mật khẩu ấy thì chúng ta có thể dễ dàng lấy lại nhé. Sau đó thì các bạn chọn tiếp vào cái Next cho mình. Tiếp tục thì các bạn lại chọn vào cái mục tài khoản vừa được tạo ấy và chọn Change Account Type. Và các bạn có thể thay đổi chọn sang cái mục là Admin này để thay đổi cái tài khoản quản trị nhé. Sau đó trên bàn phím các bạn nhấn cái nút Windows cho mình và nó sẽ hiện lên cái biểu tượng hồ sơ. Trong cái mục chọn tài khoản này ấy, thì chúng ta chọn cái tài khoản để đăng nhập là tài khoản vừa tạo ấy. Và các bạn chọn cái tài khoản được liệt kê trong cái mục Author Use này và chọn Remove. Các bạn có thể là remove những cái tài khoản trước đấy nhé, còn những cái tài khoản mà các bạn vừa tạo ra để đăng nhập ấy thì các bạn nên giữ lại. Và trên đây ấy, là một vài cái chia sẻ nhanh của sửa chữa laptop 24h.com từ các bạn về cách để có thể là cài đặt này, cũng như là vô hiệu, rồi là thay đổi những cái mã pin trên máy tính chúng ta, cũng như là một vài cái trường hợp mà các bạn muốn xóa cái tài khoản đăng nhập trên cái máy tính. Hy vọng là với những cái chia sẻ trên của sửa chữa laptop 24h.com sẽ giúp các bạn có một cái máy tính có tính bảo mật cao cũng như là thuận tiện trong cái quá trình các bạn làm việc nhé. Và nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho sửa chữa laptop 24h một like, một subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.